Là anh à, tôi kiếm anh lâu lắm rồi. Chuyện gì? Muốn chém tôi à? Không dám chém anh đâu. Đứng ở làm gì? Hả? Đi uống trà. Này không phải nói chơi đâu nha. Chuyện này tôi nói thiệt tình đó. Anh ra ngoài mười mấy ngày rồi không kiếm tôi. Còn có tôi như huynh đệ hay không đây? Vì có anh là huynh đệ nên không muốn làm phiền anh. Giờ tôi đang bị nhà kết quản thúc. Nếu có gì sai lầm mà mời tôi vào tù liền. Vậy anh cũng đâu cần làm ở chỗ này chứ, phải không? Chỗ này có gì không tốt chứ. Tôi ăn của ổng và nhà của ổng. Hey, sao mà đứng đây nhìn trời trầm vậy? Không biết lễ phép gì hết. Qua kia anh Long đi. Long. Tôi toán được rồi. 426 xong qua Hồng Kông là xã thủ đó. Hey, khi anh Long ở trong giang hồ, ở mỗi thành đường toàn là khu chiếu điểm được. Cái miệng anh vẫn còn như cũ hả? Long à, tiệm này không người phòng vũ kìa, thế làm gì? Thôi biết rồi. Anh ngồi chơi nha hả? Gì? Còn muốn anh Diệu uống trà sao? Uống gì? Trà phổ nhĩ. Trà phổ nhĩ. Sao cho dễ thịt bò đi. Biết rồi, sao gì phở bò. Bộ quay phòng lắm sao? Là nó lớn tiếng vậy hả? Mau đi kia đồ ăn đi. Đúng như khúc cây. Hey, qua ngồi xuống bàn đi. Hey, chú là người ở đâu? Phan Ngũ Nam Hải. Còn anh ở chỗ nào? Nè, anh đó là bạn của tôi. Bây giờ anh có nạn nên mới tới đây mượn chỗ này tránh nạn thôi. Đừng lại nhảy nữa nha. Tôi làm việc ở đây mấy chục năm rồi đó. Có gì thì nói đi. Chú hai này sống sáng thiệt. Tôi phục chú. Tôi là Kỳ Sở Rác, ở sáng đầu Triều Châu. Hôm nay tới tiệm ăn này tôi miễn thâu tiền bảo hộ, nhưng mà còn tiền ngành ga. Tất cả chú ghi vào sổ tiền lương của anh bạn tôi là được rồi. Cái thứ này là rượu cộp đó nha. Chỉ có đi theo ông quay mới được ăn ngon mặc sướng thôi. Phải không hả ông quay? Uống lên giường với gái đẹp, phải nhẹ ép bộ mới được ha. Yên chí đi mà ông quay. Tôi đã nói chi rồi, tối nay là sinh nhật của tôi, mời cổ tới ăn khuya. Cổ nhất định sẽ tới. Chuyện này để tôi lo cho nha. Ép bộ à, cô phải giữ lời hứa mới được chứ. Ông quay đã bao hết 2 tuần lễ rồi mà, cô chưa mời được cổ ăn khuya. Còn nói vậy ông làm gì nữa, nâng liu đi. Nè chi à, sao cô tới trễ quá vậy? Chi à, cái ghế cô ngồi đã lạnh rồi và ly rượu cũng đã nóng rồi. Thế thêm cô ông quay đây đang đón chờ cô đến đó. Tôi tưởng là sinh nhật của Apple. Tôi không biết ông quay đang chờ tôi. Đừng nói với cả anh nữa, qua đi ngồi đi. Cảm ơn. Nè, tôi đã nói rồi mà, chị Chi thế nào cũng tới. Chị à, uống rượu cộp đi. Uống đi, không có bỏ độc đâu. Anh nói vậy tức là tưởng cô Chi không dám uống rượu cộp này hay sao? Chi không có bỏ vậy đâu. Chi, cảm ơn cô đã tới chúc mừng sinh nhật của tôi. Tôi xin kính cô một ly. Được. Hey, hay quá à, hay ghê vậy nha. Dạ tôi kính cô một ly nha hả? Sao lại nói vậy chứ ông quay? Chưa chắc là người ta nể mặt ông đâu. Chi uống đi. Nè, tôi cá với anh nha. Tôi nói là cậu không uống đâu. Ôi cha. Chị à, tôi với cô lên xe trước nha. Tôi gọi tôi về mình được rồi. Đâu có được đâu, đi lên xe đi mà ông quay đang đợi đó. Được. Nè, cô ngồi đằng trước đi chứ. Ê. Mặc kệ cô đi. Cô xe như vậy bay đi đâu được chứ. Giọng chơi cho vui đó nha. Ông đưa tôi về nhà phải không? Cô nói chơi với tôi à? Cô biết rất khó được một lần ăn thịt cọp và một lần uống rượu cọp không? Đưa cô về nhà, không uổng công hết sao? Ông không muốn uổng công à? Muốn tôi bên cạnh ông cả đêm hả? Được, cho tôi mượn cái điện thoại đi. Tôi gọi điện thoại cho má tôi, kêu bà đừng cho tôi về. Sao đêm nay cô chị tôi quá vậy? Lát nữa tôi sẽ cổ lệ cô. Mami hả? Con là Chi đây. Tối nay con không về nhà ngủ đâu. Đi đâu à? Đi Cửu Long Đường, chỗ Trăng Mật. Phải không ông quay? Cô muốn đi đâu thì cũng được mà. Yên tâm đi, cô ngồi chiếc bàn đó. Ông quay là ai à? Là chàng trai rất khỏe mạnh như con trâu vậy. Tới rồi hả? À, sao cô lại gấp quá vậy? À, không phải bên đó đâu. Chuyện gì vậy?
Còn khốn nạn này, muốn gạt sao hả? Trả 88.000 đây, kịp trả không? Chị hai à, chị không thấy tôi đang đi giết khách hay sao? Thiếu nợ chị thì sau này tôi trả. Còn khốn nạn này dám giỡn với tao hả? Mau lôi nó về. Nè, tụi cô đâu phải làm chung chỗ. Tôi về làm vũ nữ, về chơi dây tiền không được sao hả? Chứ. Nè, vậy tôi bây giờ sao đây? Chị à, có tiền không lấy sao lại đá đít người ta? Nếu tôi không chịu cùng với khách đi cửu lâm đường thì cần gì phải làm cho mệt. Cô gạt người ta lần nào cũng có thủ đoạn mới. Giỏi thiệt, tôi xin phục cô rồi đó. Lại bắt tôi làm má của cô. Cũng may là cô đến đúng lúc thôi, nếu không thì chắc là Trinh nữ thất thân rồi. Mami đã nói là tôi khỏi làm việc này, tại ông ép buộc tôi đi ăn khuya thôi. Lần nào cũng kêu tôi ra mặt cả, không biết báo cảnh người ta là cái gì. Chi là chị em của tôi đó mà, cũng như là em dâu của tôi vậy. Mặc kệ tôi nói là ai, nếu xảy ra chuyện gì để tôi đảm bảo cho. Nè, ê, đừng có ói trên xe tôi nha, xe mới đó. Đi với ép bộ thì là bất minh mà. Anh đừng có nói nhiều nữa, cổ chỉ mở trên áo của tôi thôi. Có giấy vệ sinh không hả? Thiệt là phiền phức. Để tôi đền lại cái cho cô. Cô đừng nói vậy nữa, mở trên áo của tôi không có sao đâu. Nhưng mà như vậy, nếu còn mở nữa trên đùi của tôi thì phải thường đó nha. Tôi mệt quá rồi. Tại sao này cô đừng có cho tôi ăn quá nhiều đồ. Giảm cân như vậy sớm muộn gì cũng chết thôi. Cô nói cái gì? Không cho cô ăn hả? Cô thường tôi chết luôn. Nhưng cứ giảm cân ở chỗ ngực. Tôi mệt quá rồi. Tới chỗ này thoải mái nhất là lúc này đó. Nằm ở đây cả đời tôi cũng chịu nữa. Nè, nói xong được khóc mà. Ai mà dữ dội vậy? Để tôi giúp Trinh coi nha. Khóc gì chứ? Khi Vũ đi. Ra đây đi. Ê, bà đi mà. Nói cái gì hả? Không xác ăn người ta hả? Tưởng tôi nha, nhà xác. Mở lên. Mày cái con nhỏ đấy làm tàn lắm. Nó xúm lại đánh em đi nè. Anh coi thử coi con mắt của em bị tụi nó đánh sưng bầm hết rồi. Anh phải trả thù giùm cho em mới được đó nha. Được rồi, người mình nhiều vậy cũng không thấy hoài sao? Một lát nữa đánh què chân chúng nó, kêu các anh em thay phiền nhau cưỡng giam tụi nó đi. Ồ, cha nó giết cha mẹ của cô à? Anh Kỳ, lần này anh phải giúp cho em đó nha. Có biết tụi nó thuộc băng nào không? Hình như là băng của thằng Tiêu đó. Thằng Tiêu nào vậy? Thằng Tiêu mình cũng không biết sao. Nói lại. Tôi cũng đâu có biết. Không có giỏi gì đâu. Kìa, là hai con khốn nạn nữa đó. Lucky còn chưa tới nữa thì cứ lên đánh chúng nó đi, gạch nát cái mặt của nó ra nữa. Nè, cô đừng có chỉ trỏ tôi nha. Kêu tụi tôi tới đây nói chuyện hay là ý đồng đánh tụi tôi? Cái đồ khốn nạn mày. Tôi kêu cô tới đây tức là phải nói với nhau. Muốn đánh các cô không cần nghe tên đây. Hai cô không biết tên họ là gì? Tôi là Gigi, có là June. Tôi có đánh cô thiệt. Vậy thì được rồi, nó nhiều lần cái gì nữa, đánh bề mặt của nó ra. Sao lại đánh người ta? Giỏi cô làm đi. Mời ngồi. Anh Kỳ. Cô ngồi yên đi. Anh. Chuyện này để tôi giải quyết giùm cho cô, cứ ngồi yên đi. Đừng làm mất thời gian nữa, tôi không nói chuyện với con gái đâu. Để đại ca của mấy cô tới đây đi. Đại ca của cổ tức là đại ca của tôi, đại ca của tôi tức là của cổ. Vậy anh muốn nói chuyện với đại ca cổ hay là đại ca của tôi? Khá lắm. Dù cho cô là chị cả của băng Hồng Môn, muốn bàn chuyện với tôi à, cũng được. Gỡ món này ra đi. Bây giờ thời đại mới, tác phong mới, không có thích trò chơi này nữa đâu. Các anh muốn bắt bồi thường, lấy tiền thuốc men bao nhiêu thì cứ nói đi. Vậy cô gỡ mối bằng cách này à? Đáng cho tụi tôi học theo các cô. Được, tôi tin anh là người coi trọng đạo lý. Được, tôi muốn nghe cô nói gì. Các anh ra kiếm ăn. Bọn chúng tôi chưa chắc làm vậy đâu. Làm vũ nữ cũng chưa chắc là lên giường với khách đâu. Làm chung một hộp đêm với Apple, cổ bài kế cho tôi lên giường ngủ với khách. Nhưng mà tôi nhanh trí bỏ rời được một người khách. Cổ với mami hợp nhau đối phó với tôi. Tôi bị động phải trả đũa như vậy thôi. Sự thật có phải vậy không? Có thì sao, không có thì sao? Bây giờ kêu anh trả thù giùm cho tôi chứ không phải là nói đạo lý. Đàn ông như anh thiệt là vô dụng. Hai đứa con gái mà cũng không dám đánh nữa. Anh không dám đánh để tôi đánh cho. Đánh cái con mẹ mày, dễ nói chuyện vậy với tao hả? Tưởng tao là cái gì? Đi ra. Tụi bay giỏi lắm nha. Con mất dịch này là mất mặt của tao hết. Anh hơi kệ đó. Hey, đừng nói tới con mất dịch đó nữa. Nè hai người đẹp, hai con làm chung với con mất dịch đó hả? Muốn
cô gái hả? Uống công vô ích thôi. Đi về. Wow, lần này thiệt là ngon lành. Chị ngửi thấy mùi cũng thấy ngon rồi. Jackie của cô ở đâu rồi? Ngon rồi. Nếu như hồi nãy gặp bọn lưu manh chưa được tài nói xuông á hả, thì chuẩn bị lên núi nhận xét đi. Ồ, ảnh với bọn đàn em đi làm chỗ khác đó. Cả đời của cô chỉ biết có ăn và bị băng trang gạt thôi. Thế chị lướt sờ chỗ đó đã biết không sao rồi. Cô biết bối quẻ sao? Cô còn thấy cái thằng con trai to mắt cứ đầm đầm ngó vào mặt của cô sao? Làm nó thẫn thờ hết. Không lẽ nó chém tụi mình sao? Ê, cái thằng to mắt cũng đẹp trai chứ. Hay là cô để nó đi. Ấy á, chuyện gì? Tôi qua để thêm sữa tươi. Có vui không? Vui lắm. Mặc kệ cô đi. Em lại xe trước đi. Không. Đi đi, ngoan mà. Ừ. Johnny à, xin anh để... Em bé à, anh nói rõ ràng với em rồi mà. Anh chỉ cần cho em qua đường mà thôi. Nói cho em biết nha. Tự nãy đừng làm việc anh nữa. Johnny, Johnny à, anh đừng bỏ em mà. Đi về đi. Johnny, Johnny, Johnny. Chắc kìa, anh đi đâu về đó? Sao nói tới kiếm em? Chứ, anh cần gì phải giận như vậy chứ? Người ta muốn gặp anh mà. Anh không tới tôi cũng giải quyết được rồi. Nè, anh đi ăn khuya không hả? Ở nhà tôi còn có nhiều cà rem lắm. Có tới hay không? Không thích thì tụi mình ra ngoài ăn. Ngon không đó? Thưa ông, cho biết chú Kiên không tôi ra không có được đâu. Có thể cho biết cả tên họ hay không? Sao lại vậy? Chú Kiên nói danh như vậy cô không biết hay sao? Vậy tôi làm sao cho cô theo kiếm ăn đây? Còn gì theo anh? Mặc kệ anh hả? Tôi nói cho cô biết, tôi là Trịnh Nhất Long, còn cô? Hơi à, sao lại ích kỷ như vậy? Tôi cũng có tên họ mà, tôi là Sa Đắc Kỳ. Tôi rất là thích cô, trắng trẻ như vậy. Không có bệnh gì nhỉ? Nếu các anh còn nói như vậy nữa, tôi không có trao giùm các anh đâu. Xin cho tôi kiếm thời giờ. Đủ rồi à? Được đâu. Cô à, cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói đi. Hey, mấy cô y tá đây cũng đẹp đó. Hay là về ngày cô một cô đi. Được, để tôi đánh anh trọng thương. Anh ở đây lâu dài cũng được. Lại là cô nữa à? Không phải bệnh viện bàn chuyện nhau chứ? Bố có bệnh à? Nè nè, sao nói vậy? Phải rồi, đừng tới gần, có chuyện bị truyền nhiễm đó. Tôi đã chích ngừa rồi. Có cần tôi thử đập cho cô không? Đừng nói bậy. Không nói vậy cô không có chịu nghe đâu. Chú kia đang chờ kìa, mau lên. 你光说监视我查不到，可不可以告诉我全名啊？要多啊！这么大声干什么？我怕他听不到嘛。监视在等我们呢。 Tụi nó 20 mấy người bắt rồi, chờ ở chỗ bán trái cây. Có 20 mấy con dao, chĩa và cổ họng của tôi thì không có gì hết. Họ còn bắt tôi đã tiệc giảng hòa nữa. Tại sao mới bắt tôi đã tiệc giảng hòa? Tôi là người coi trọng tình nghĩa nhất, không chịu đãi. Cái gì đó thập lão Kiên lại ngồi đó thuyết pháp nữa, hút thuốc nữa. Mỗi người lên giường nằm ngủ đi. Nè, xin lỗi chừng nào tôi mới được xuất viện đi. Ở ngoài có hơn 10.000 người chờ tôi kiếm ăn đó. Tôi đây có phải là bác sĩ, làm sao biết được chứ? Tức là cô không giải quyết rồi. Nè, làm ơn kêu người phụ trách tới nói chuyện với tôi. Nếu không có tôi nghe người ta tới đập sập cái nhà thương này đó. Chú Kiên, bên đây nè. Hả? Thằng Long à, mới được rao này vậy? 4 năm rồi, muốn tôi ngồi trong cả đời sao? Nè, đây là nhà thương chính phủ mà, anh dám sao? Ê, tao nói chơi thôi. Không ngờ ngựa già rồi còn nóng nảy quá. Sao hả? Lần này ra tù có kế hoạch gì hay không? Đâu có gì đâu. Chú săn sóc tôi từ nhỏ đến lớn á. Coi chú tính sao? Cầm lấy một. Anh ca ba láp như vậy muốn làm quen với tôi đó hả? Đừng có hồng. Hai khúc có được không? Bây giờ làm lưu manh không có được đâu Long mà. Nhân dịp này mày chuyển nghề, đi kiếm gì chính đáng làm đi. Không phải chứ hả? Chú Kiên, ở đây có tôi, danh lâm địa vị của chú sẽ được ổn định đó. Biết cái gì? Nghe chú nói. Tao giỏi lắm, làm được 2-3 năm nữa thôi. Tới chừng tao mất hết địa vị, tụi bay đứng được vững hay sao? Chú Kiên, tụi ta cũng lớn rồi. Chú quên à, hai đứa tôi từ nhỏ đến lớn à, chưa từng đánh thua ai mà. Chỉ là thôi chú thôi. Đâm chém có gì chứ? Chỉ bị lợi dụng đi đem vai chém mướn người ta thôi. Bây giờ tiền là quan trọng nhất. Tụi bay coi coi, xã đoàn tụi mình làm mọi việc gì. Bây giờ đều là Ricky quyết định hết.
Ricky à? Đặc biệt là mày đó. Sau này nếu gặp Ricky, cái miệng đừng có thiết ly nữa. Chú Kiên à, cần gì nóng giận như vậy? Tôi lấy đồ chú uống nha. Đừng nói nữa. Ricky, đồ khốn nạn, nó là chó không sủa đó. Bây giờ thủ lĩnh cái gì cũng nghe theo nó hết. Xã đoàn của mình đâu có gì, chỉ cần kiếm được tiền cho thủ lĩnh là được rồi. Má đứng tư thế như con nè, hai tay chống bên hông, rồi từ từ làm như vậy. Từ từ, từ từ. Có phải thấy đỡ hơn không? Đỡ rồi. Đẩy qua bên trái 10 lần, làm đi. Ricky nó đang chờ cơ hội để giành lấy khu vực của mình đó. Chi à? Hả? Làm sao con? Cứ tiếp tục như vậy. Làm như vậy hả? Phải. Ây da, ây da. Anh tôi đứng trước ngọn lửa chỉ lên trời, thề rằng nếu ngày nào. Anh dám làm tình lâu rồi hả? Sao đứng đó ở nghe cái gì vậy? Anh biết cái gì chứ? Chú Kiên, uống thuốc bổ này nè. Thuốc bổ gì đó? Cho tao uống à? Nè, lấy cho tôi cái ly, mau lên. Hai, cô này là cô John, còn đây là cô Gigi đây nè. Quen biết rồi, rất thân nữa đó. Quen biết nhau rồi hả? Vậy thì chơi cho vui vẻ đi nha. Xin lỗi nha. Hai, sao đó ông chủ? Lần đó nói không xong, muốn tới đây trả thù à? Tới đây trả thù tức là có thù với tiền bạc đó hả? Hey, chắc là có bệnh sida sao hả? Nếu như bằng không thì không lý nào người ta không tới ngồi gần bên cạnh anh đâu. Phải rồi, qua bển chơi với anh Long đi, địa điểm. Có anh. Nếu có chuyện nói á, ngồi bao xa cũng nói được mà. Nếu không có nói gì á, ngồi bên cạnh nói với thì xào cũng vô thùn. Phải không? Wow, sao anh bạn của anh đang nói gì sâu xa quá vậy? Hey, hôm nay tụi mình tới đây không phải đùa khổ tài. Nghe nói các cô vũ nữ ở chỗ này rất là dữ ấn rượu đó. Tối nay có ai sẽ bị chết. Nè nè, coi kìa, muốn trổ tài nữa đó. Muốn chơi cách nào? Chơi uống bằng ly, không lẽ gốc cây thì sao hả? Thiệt là. Nè, chơi kiểu mới nha. Chi chi với anh Long à, dùng tay ra số, còn tôi với cô dùng miệng nói, được không? Liệu hồn nha cô em. Bắt đầu. Để coi ai thua hả? Chuẩn bị. 10 ngón. 10. Không có. Mở ra hết. 5. Không có. Mở ra hết. 10. Mở ra. Chuẩn bị. 5 cái. Mười. Mắt. Hai anh cũng rất ăn rơi với nhau đó hả? Tới lúc cho chúng tôi nghe âm nhạc có được không? Ê, nếu như không được thì đừng miễn cưỡng nha. Nè, gì vậy? Đừng để mất thời gian. Ăn khuya xong rồi hãy uống. Uống xong ăn cánh gà. Đúng vậy. Thầy áo đi. Nè, tất cả cùng đi nha. Đi thiệt à? Con tiền không đó. Muốn cho tụi tôi sao? Bọn họ làm gì? Tôi đâu có biết đâu. Không có gái anh ngủ không được à? Không đi nữa đâu, đi em về nhà đi. Chiếc xe anh đậu bên kia. Bye bye, bye bye. Bye bye. Là cô đó hả? Không phải cách đưa cô về nhà sao? Phải. Tôi bỏ rơi ông rồi có được không? Hay làm gì? Chờ thời giận à? Đâu có phải. Tôi muốn coi bạn tôi làm trò trống gì. Giờ bị gạt cách nào? Dù sao tôi cũng không sai vào tay của anh đâu. Đừng khẳng định vậy. Coi kìa, tôi thấy cặp mắt của cô, tôi biết trong lòng của cô nôn nao rất thích tôi lắm hả? Nè, nếu ngủ không được á, xin đừng nhớ tôi nha. Cô à, xin hỏi má của tôi đâu rồi? Má cô và chồng của cô ra ngoài sân rồi. Chồng của tôi? Bác gái làm theo tôi nha. Mạnh lên, trái 3 lần. Bên trái 3 lần. Bên mặt 3 lần. Bên mặt 3 lần. Mạnh lên chút. Nhanh lên, nhanh lên. Không sao chứ? Không sao, không sao. Cô đỡ chút không? Đỡ nhiều lắm đó. Tôi nói không sai mà hả? Cậu dạy tôi hay hơn mấy cô y tá, còn hay hơn cả con gái của tôi nữa. Có hay gì đâu, nhưng mà như vậy, hồi tôi còn đi học ở bên Canada cũng có học cách điều trị vật lý mà. Nè, tôi dạy bác động tác này nha. Anh ở đây làm gì? Dạy cách vật lý trị liệu má cô. Má quen gì anh sao? Bác gái à, sao quên tôi mau quá vậy? Cháu tên Long mà. Phải, cậu Long đó con. Anh qua đây. Anh muốn giỡn với tôi sao cũng được, đừng phá người nhà của tôi. Làm công không lấy tiền cũng được à? Nè, Chi à, các con nói cái gì vậy? Không, con có bác nói là rất kính bác. Đúng rồi.
Ba gái à, cháu về nha, không muốn làm phiền hai người nói chuyện. Cậu phải về hả? Ngày mai này nếu cậu rảnh cậu nhớ dạy cho tôi nữa nha. Dạ được, má cô kêu tôi tới đó. Cháu về nha bác. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Không ngờ anh trở về sớm như vậy. Anh tưởng là ăn Tết bên Nam Dương đó. Vậy hả? Cô à, tôi có cuộc đua, cô có hòa, cứ tiếp tục như vậy đi. Tôi nhận tiền của người ta và giúp cô gái cho người ta. Cảm ơn. Thế nào, ai tặng quà cho cô vậy? Tôi cũng đâu biết là ai, chắc bà của anh có tiền bán quà. Nó làm gì vậy? Mặc kệ anh. Tôi quen cô 5 năm rồi. Xem tướng mạo của cô không giống vũ nữ. Vẫn giống người bán hàng như hồi trước vậy. Đâu phải. Tôi biết tôi đã biến đổi rồi. Cô có nghĩ chuyện lập gia đình chưa? Tôi không muốn nhờ cậy đàn ông. Nghe tôi nói như vậy thích cười lắm hả? Tôi không nhờ cậy đàn ông nhưng kiếm tiền của bọn đàn ông. Tôi biết. Cô có cách suy nghĩ riêng của cô. Nhưng mà khi nào cô muốn kết hôn, nhớ đừng có quên tôi nha. Anh lại nói chơi nữa rồi. Bye bye. Hai người đẹp, không đi mở phòng mà. Quà chưa bỏ sao? Ngày mai tôi đi tảo mộ, bó quà này còn dùng được mà. Không biết chàng khờ nào lại tặng quà cúc như vậy. Nhưng mà ngày mai không vui đâu, tôi không đi. Trả lại cho anh đó. Nè, một mình lên cầu thang à, rất nguy hiểm lắm đó, không sợ sao? Nguy hiểm hơn anh sao? Sẽ có một ngày à, cô mở cửa để mời tôi đó. Phải rồi, đợi lúc tôi mở nhà thương điên thì sẽ mời anh vào. Em Chi à, đêm nay em đẹp lắm đó. Ê, người đàn ông đi cầu thang, cẩn thận, rất nguy hiểm. 比你还危险吗？哦， giỡn thiệt. Như vậy mà anh cũng đánh lọt được. Nếu may mắn như vậy à, qua Macau mua tài xỉu hay hơn chơi banh này đó. Anh bạn à, tôi không chơi bia 4 năm rồi nhưng vẫn chơi còn được. Nè, tỉnh hồn đi nha mày. Đừng cho người ta cười nha. Anh ý về sự may mắn là sao kêu được chứ. Chơi banh nữa nha. Ok. 11 lần rồi đó. Đây là tôi một bàn nữa rồi nè. Ở đây kiếm ăn được lắm. Tất nhiên rồi, anh chủ nhà già mới có trụ sở liên miệng hay sao? Thủ lĩnh của tụi mình bây giờ hoài lắm đó, chỗ này là xã đoàn của tụi mình kinh doanh. Tôi là hội viên DIV, anh có biết không? Đừng cho họ cười nha. Bây giờ người ta không thích nói vậy đâu. Nói sao? Thử là con khỉ gì chứ, ta kêu mày được làm thiệt tình nữa mà nghe không? Vậy đứa con tính sao đây? Tính thế nào nữa? Con thằng cũng nặng đó kìa. Như vậy mà còn ăn nhờ người đàn bà đó. Để phá thai đi. Đừng mà anh, em muốn có đứa con này. Nếu mày không phá thai hả? Anh Quý. Mày đi chơi đi. Không phá hả? Ngừng tay, làm gì đó? Sở Giác Kỳ, chuyện gì mà cao hứng vậy? À, phải, bộ hạ của anh đánh đàn bà ở chỗ thủ lĩnh làm mất hết mặt của anh, nên làm thay mặt của anh chỉ dạy nó thôi. Về chuyện đàn bà đó hả? Đều là tụi mình mà, cần chi thấy gây gỗ gì chứ? Anh Long à, ra tù hồi nào vậy? 2 tuần trước. Vậy thì tốt rồi, sau này mình có thêm dũng tướng nữa. Mau xin lỗi anh Long đi. Xin lỗi anh Long. Vẫn còn nóng tính như là hồi trước vậy ha. Uống rượu chúc mừng anh nha. Nhớ trò gì đấy nữa. Đi. Chạy đi. Dám chạy nữa. Cũng khốn nạn này. Còn nó có cái gì gửi hết ra đi.
Cảm ơn anh tối nay cứu em. Lên nhà uống ly cà phê đi. Ở trên không phải là nhà thường điền chứ hả? Ok, ngủ ngon nha, bye bye. Nếu lên trên không có chuyện xảy ra chứ hả? Hờ, sao nói như vậy? Vậy thì đừng lên. Mời lên thì dễ, kêu về thì khó. Không lên thì không lên, sớm muộn gì cũng lên thôi. À chị à, nếu mà em ăn cơm thì có phản đối không vậy? Vậy phải ăn một bữa cho thật ngon. Tùy em. Nè, ngày mai 5 giờ bến tàu Hoàng Hậu, anh chờ em ha. Nếu không có chuyện gì anh về trước nha. Không có gì, nhớ đem theo tiền nha. Tình thương ảnh đó. Tại sao tôi đối dành rất tốt, anh rất ruồng bỏ tôi. Tôi đã nói với cô rồi, kêu cô đừng quá tin bọn đàn ông mà. Cô càng thương họ, kết cục càng bị đau lòng thêm. Dạ đau quá, đau quá à. Khờ quá. Cảm ơn. Ở đây có đông taxi lắm. Đúng rồi. Ai cũng nói là tai của tôi đẹp, bây giờ có thẹo rồi, sau này tính sao đây? Khờ quá. Tại sao tôi đối dành rất tốt, anh rất ruồng bỏ tôi. Tôi đã nói với cô rồi, kêu cô đừng quá tin bọn đàn ông mà. Cô càng thương họ, kết cục càng bị đau lòng thêm. Dạ đau quá, đau quá à. Khờ quá. Cảm ơn. Ở đây có đông taxi lắm. Đúng rồi. Sau này đeo dây tai che nó lại, như vậy thì người ta đâu có thấy nữa. Đừng nghĩ bậy bạ nha. Lạc Jackie, tôi đi lấy thuốc cho cô. Lạc Jackie, giờ trả 220. Thuốc này cách 4 giờ uống một lần. Cô à, không sao chứ, lấy chùi nước mắt đi. Cảm ơn. Một miếng không đủ đâu.
Đuổi theo. Yeah. Cái gì nữa? Đuổi theo đi. Đuổi em nha. Này ra ngay, chạy đi. Đuổi lại. Mày làm gì? Tôi tập thể thao mà. Ta sẽ lại xảy ra vụ này vậy? Hả? Cái gì nữa đây? Đưa đọc khỏi nói nữa. Vì con vũ nữ bị người ta chém như vậy, hay đừng nói với người kéo lạnh nghe tôi nha. Cậu thấy trước mắt mới giúp người ta thôi. Giúp cái con khỉ khô gì? Vì mấy đứa con gái làm như vậy chị sao nổi chứ? Lời nói này là lời nói của anh đó. Nè, tôi đi nha. Nè, làm gì vậy? Đi, tôi đi. Mày muốn làm gì nữa? Hả? Chắc là mày đã đuôi rồi. Giải đến quyền đệ của tao hả? Xin lỗi nha anh Kỳ, tôi không biết ảnh là bọn của mình. Đại ca anh giải là cái gì? Tôi nói cho anh biết, chuyện này phải hòa giải. Anh chịu trách nhiệm không có nổi đâu. Xin lỗi anh nha, để tôi nói với thằng ngốc này, kêu thường là tiền thuốc men cho anh Long đi. Như vậy được không? Để mua thuốc cho má của nó đi. Ngó mặt tôi đây nè. Nói với đại ca của anh đừng gây chuyện nữa. Nếu không thằng Kỳ này sẽ tính sổ với anh đâu. Anh nói là tôi nói đi. Có nghe rõ chưa? Dạ nghe rồi. Anh Long này hiểu làm thôi. Tụi mình gì? Cái gì? Thầy tôi bỏ đi. Chị Chi à, tôi về rồi. Chắc là quên đem theo chìa khóa rồi chứ gì. Trần Lạc, tôi tưởng cô quên đem theo chìa khóa chứ. Có chứ, nhưng mà tôi không biết cô ăn mặc thế nào, sợ làm bạn của tôi giật mình. Nè, để tôi giới thiệu cho nha. Anh là Simon, còn cô này là Chi Chi, là bạn thân nhất của tôi đó. Hello Chi Chi. Hi, anh ngồi chơi trước đi. Đi vô phòng đi, đi đi. Chuyện gì chứ, vô đây đi. Gì đây, tôi sợ cô là tẩy của tôi. Tôi nói với anh là tôi vừa học xong ở ngoại quốc trở về. Anh ta có dễ thương không? Đại học sinh đó. Tôi suy nghĩ rồi, nếu bắt buộc tôi nghe theo bọn đàn ông, chỉ bằng tìm người nghe theo tôi. Anh còn trẻ lắm, cô phải coi chừng đó. Nè, cô có dễ hát yêu không ngừng phải không? Để đâu hả? Chỗ đó à? Tôi phục cô rồi, còn yêu không ngừng nữa hả? Mới từ giận hôm trước thôi đó mà. Cô đừng có nói tôi. Thằng kép của cô ghê lắm đó. Tôi nghe người ta nói anh ta vì cô bị ông qua đánh hết một trận đó. Cô nói cái gì? Không có chuyện gì thì đừng có ra ngoài nha. Tối nay tôi không đi làm. Trina, anh không sao chứ? Anh không sao đâu. Tối nay không có người chờ cô, chỉ có mình đi về nhà đi. Em muốn ăn bánh bao, đói bụng quá rồi nè. Tụi cô muốn là gì vậy? Chào Phú Nhi làm ơn. Anh Bùi, lại đây một chút. Ờ, tới ngay. Chú à, ăn gì vậy? Cho tôi phở xào thịt bò. Sao tới đây? Gì đó? Sao buồn xò vậy? Làm ơn. Cho chút nước đi. Cô à, bên đây rồi mà. Ừ. Tên có sao không? Cô sao gì? Em biết anh gì em mà bị người ta đánh. Xin lỗi nha. Đến đây anh nói những chuyện này à? Em biết là gì cái chuyện đó. Xin lỗi anh. Anh bước vào làng chơi, kẻ thù và người thân đông đảo như nhau, lúc nào cũng dễ bị chạy trốc. Đừng cho mình là thông minh, chưa chắc gì là em đâu. Dù sao cũng vậy, cảm ơn anh. Em đánh giá mình quá cao. Chị hai, kêu gì ăn đi chị hai. Em ăn phở bò. Tôi muốn uống nữa. Ok, mình đi tìm một chỗ khác nữa uống nha. Taxi, sắp tới rồi. Taxi.
Em tưởng là từ nay anh không tới đây nữa. Anh cũng không muốn tới nữa đâu. Morning. Ha, không ngờ em có căn nhà vừa rộng vừa đẹp như vậy ha. Em về chưa hợp với nhà mướn đó. Bọn đàn ông các anh cứ tưởng là đàn bà có tiền, nếu không dựa vào chồng thì dựa vào người cha, còn để cho đàn ông bao nữa. Anh không có nghĩ vậy đâu. Nếu nghĩ vậy cần gì phải đeo đuổi em cho mệt. Anh có đeo đuổi em sao? Như vậy cũng không phải à. Thường anh cô gái chỉ 3 tiếng đồng hồ thôi. Vậy bây giờ anh đã tội nguyện như ý rồi. Anh yêu em thiệt mà. Anh mắt to, anh rất biết thưởng thức. Tìm tới chỗ này làm cho cô chi 3 ngày không đi làm chờ anh đó. Đây là sự kinh ngạc nhỏ nhỏ mà thôi. Sau này còn có nữa đó nha. Đâu có phải, tại em dẫn anh tới đó. Giỏi lắm. Được rồi, không cần ăn đồ ngọt rồi. Ê. Ê, sao biết mà tìm đến chỗ cao cấp vậy hả? Chào các bạn, good morning. Trời sắp tối rồi còn good morning nữa. Good night đi. Hai người đừng có gặp mặt nhau là cứ cãi nhau hoài được không? Wow, không có một người bạn ở bên cạnh thái độ ôn hòa rất là nhiều nữa hả? Làm ơn. Dạ. Tôi về ăn mau đi mày. Anh cho chúng tôi một chai rượu cha, rượu mắn nhất nha. Dạ được. Chi à, em nói đi. Có gì đáng nói nữa? Anh đã nói với người ta hết rồi, anh ngủ với em rồi mà. Nói bậy thôi mà. Anh có thù với anh muốn hại anh sao? Cái tật của anh nó vậy, anh nói chơi thôi. Em không muốn người ta đùa đâu. Chi à, anh thương em như vậy em không cảm thấy sao hả? Em không tin bọn đàn ông nữa, em sẽ thất vọng. Anh không phải quân tử, em không phải thuộc nữ, chúng ta thử thách mới được. Em không muốn người ta giỡn với em. Phải, anh là dân lưu manh, người có cảm tình chân thật. Nếu em nói anh gạt em, anh có thể nói tất cả thế giới anh yêu em, hả? Tôi Trịnh Nhất Long, thật lòng một dạ yêu của Chi. Nếu tôi nói láo sẽ cắn chết tôi đi. Anh Long. Vô đi. Anh đừng làm vậy mà. Vô lại đi. Tên anh không hả? Vô lệ đi. Cô tin anh không? Em tin anh mà. Nè, Tùng à, ngày 18 tháng 10 này cần phải nên động đất và lấy chồng đó. Cậu Long à, cậu thấy sao? Được. Nè, sao em tin vào anh không biết vậy? Anh không hỏi, dĩ nhiên là không biết rồi. Nhủ danh đó hả? Sao lạ vậy? Chị hai có tên tình Phụng mà anh cũng không biết thì làm sao mà cười chỉ được. Con nít đừng có nhiều chuyện. Gia đình của bác là gia đình tầm thường, không có yêu cầu gì đâu. Cậu hãy tùy tiện mua vài cân đường bánh để tặng cho bác, để bác phân phát cho bà con, vậy là có giải quyết xong rồi. Phải. Khỏi phải phiền phức, bây giờ đâu có cần bánh kẹo gì, tụi con làm thú được rồi. Phụng à, cho bà con chia vui chút chứ. Anh không biết mấy chuyện này đâu. Vậy thôi đi, tùy ý các con tính sao cũng được. Cậu Long, con gái của tôi tuy là làm cái nghề này, nhưng mà nó biết giữ thân lắm. Tuy rằng nhà của bác nghèo. Má à, đừng có nói như vậy nữa. Anh rể tương lai của tụi con rất là thương chị hai. Nói như vậy nữa, nếu còn tụi tôi không có tha cho anh đâu. Anh ăn hiếp chị hai em à? Chị hai của em ăn hiếp anh thì có. Nè, không ngờ đây cũng có bộ hạ của em hả? Dĩ nhiên rồi, không lẽ đứng bên anh hết sao? Tôi dọn nhà không phải là vì cô, mà vì bản thân tôi thôi. Thật ra đâu cần phải dọn ra, mình có 2 căn phòng mà. Tôi muốn ở chung với vị hôn phu của tôi, coi coi đôi bên có gì tiếp nhận nhau không. Đừng để tới bên Mỹ mới phát giác ra được thì trễ lắm rồi. Cảm ơn. Tôi còn tưởng cô gặp bồ cả đời nữa chứ, không ngờ lại xử lý dứt khoát hơn tôi. Mình làm cái nghề này rất khó kiếm một người đàn ông nào thật lòng lấy mình làm vợ. Bây giờ đã kiếm được rồi, không lẽ cứ quấn quýt bên bọn trai trẻ sao hả? Tôi đã chán rồi. Tôi không nỡ làm sao cô. Cô làm gì vậy chứ? Tụi mình vẫn là bạn thân với nhau mà. Nhưng mà như vậy, nếu như sau này cô muốn lường gạt bọn đàn ông thì không có ai hỗ trợ cô đâu. Cẩn thận nha. Nhanh nè. Hình như cũng khá đâu. Hèn chi chừng chẳng tới đây ở. Im miệng đi mày. Wow. Ê. Hai con thích cái mũ này hả? Quan nghênh tôi tham gia không? Anh có thể cầm miệng lại không? Cái miệng của anh hồi lắm đó. Tôi là xe rác kỳ mà. Xe rác là hổ thú rồi. Bây giờ còn chơi vụ hết sao hả? Biết rồi. Có cần tôi nói với cảnh sát là cô nằm dạ ở đây không chịu đi không hả? Anh xấu xí lộ hồi miệng. Tôi không hiểu tại sao má của anh lại đẻ anh ra như vậy. Xin lỗi nha, bà cũng không muốn đâu. Tại tự mình tôi bọt ra thôi. Không nói với anh nữa đâu. Giỏi thiệt. Nhà, giao chị cho anh đó. Đừng ăn hiếp của nhà. Ôi dạ,
cô đã trao tất cả cho tôi hết rồi. Đừng giỡn chơi nữa. Tôi đưa cô xuống dưới. Thôi khỏi. Xuống dưới thì cô khóc xong thì đến tôi khóc. Tôi đi nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cười gì vậy? Đâu có gì. Không có gì à? Thôi quay à, quay à, quay. Ăn mặc như vậy không mặc áo trong nữa. Bị thiệt thòi đàn ông lắm đó. Ngày nào cũng đi làm như vậy mà. Em làm hết tháng này thì nghỉ làm rồi. Tháng sau em làm nghề bán hàng hóa trang. Còn chờ tháng nữa à? Xin nghỉ cũng phải chờ thời gian chứ. Được. Đứng dẫn mà. Em đi làm nha. Anh giờ dẹp trong nhà, chờ em về ăn khuya hả? Bye. Còn nữa, nhớ phải thay đôi dép này, đừng có làm dơ tấm thảm nữa nha. Anh làm cái gì đó hả? Ở trong nhà canh chừng nhà hả? Có phải là có con vợ rồi quên? Sao mà khẩn cấp như vậy? Nè, cho thay cái áo mang giày được không hả? Anh ra phố hả? Đâu phải. Ê, em nói với mami là làm xong hai tuần lễ này rồi sẽ nghỉ. Anh có vui mừng không? Vui mừng. Anh ăn khuya không? Em mua về cho anh ăn. Sao cũng được. Ok, bye bye. Bye bye. Chị à, có mì Italy không? Có. Nè anh lấy đi. Thiệu tôi bảy đi. Bảy, năm, sáu, sáu. Chị à, lấy cái bia cho anh đi. Được. Xin lỗi. Chị Di, cho một chén canh luôn chơi đi. Khi dụ mỏi chân quá. Càng ngắn thì càng đẹp được. Cả đời tôi rất muốn có một người để tới Philippines. Chị rất thích hợp. Uống canh đi, nó nhiều quá. Lại thứ bài khốn nạn này nè, xuống nước rồi. Để bài xuống nước. Nói gì hả, trời tiếp đi nói gì chứ. Chị thấy chưa, cái miệng của chồng chị cũng không nhiều gì đâu. Nè nè, đặt xuống đi, nhanh lên đi. Làm gì vậy? Ây da. Nè, đặt đi. Anh lại không rửa tay, lại không kéo nước cầu tiêu. Có bao nhiêu tiền đi hưởng thụ trong mặt hả? 60 ngàn. 60 ngàn? Anh làm sao có 60 ngàn? 40 ngàn là thằng Kỳ cho mượn, 20 ngàn mượn hưởng rắn đuôi, sau này trả lại. Vậy thôi đừng có phung phí quá, mình đi trường châu hưởng thụ trong mặt đi. Bây giờ anh phải có lợi ích lợi trước đi. Anh không hiểu đâu. Muốn có con thì phải đi nghiệm máu, nếu không để nó ra sẽ bị ngu ngốc. Em mới ngu ngốc đó. Ở là dân lưu manh, còn em là vũ nữ. Nghiệm máu nghiệm cái gì chứ hả? Ý anh muốn nói gì? Anh nói nghiệm máu rất đau lắm. Em đi tắm. Long à, có mày làm ở đây tao rất là yên lòng. Nè, mày sắp sửa đám cưới rồi, có cần tiền không? Chú Dương à, đừng có sao, tôi có bạn bè giúp rồi.
Sau khi đám cưới rồi đừng có lui tới với bọn chúng nữa. Đâu có được, bọn em này phải làm cả đời mà. Long à, tháng sau tôi sẽ tăng lương cho cậu. Được rồi chú Dương, để làm việc vui vẻ, làm cái đời cho chú cũng sao. Đại ca. Long à, hình như là không ổn đó. Đừng có lo chú Dương. Xin hỏi anh uống trà gì? Nè, Phổ Nhi. Tụi nó đông nữa. Thành lão kìa, cái cổ của anh không có sao chứ? Tôi tưởng anh nó chết rồi. Anh liệu hồ với tôi nha. Lần trước anh ở chim sa chuỗi, tại sao lén tới giờ mà tỉ của tôi kiếm ăn như vậy? Thấy gì? Không cho tôi ra tới bây giờ mà tỉ hả? Có phải anh nói gì dở chơi hay không? Thôi đại bây giờ người nào có thế lực thì làm ăn ở đâu cũng được cả. Được rồi, anh nói như vậy để tôi lấn qua ra dưới anh coi. Được à, tôi qua hồ đó. Nhưng mà tôi e rằng anh không được sống trở về thôi. Như vậy tức là nói ngang tay rồi. Nếu như không chịu thương lượng, cần gì phải ngồi nói càng với nhau. Mày có tư cách gì nói hả? Đại ca mày không dạy mày sao? Hát ngầu. Nói đi. Như vậy là phải thương lượng. Khỏi thương lượng, khỏi thương lượng. Được. Ngày mai bắt đầu anh làm theo ý của anh, tôi làm theo ý của tôi. Mình về. Đứng im. Nếu không thì đừng trách tao nha. Đồ khốn nạn, nghe thiệt. Đừng làm mẫu nha. Chú kia, tôi thiệt không biết tại sao chú làm vậy. Đứng im. Nếu không thì đừng trách tao nha. Đồ khốn nạn, nghe thiệt. Đừng làm mẫu nha. Chú kia, tôi thiệt không biết tại sao chú làm vậy. Chú đã trở mặt với người ta rồi. Một là giết chết nó, giết cho sạch, không để sót thằng nào. Đằng này thì anh một tay kẹp cổ, một tay thả người. Dù sao thì người ta cũng là người phụ trách đó. Biểu người ta sau này làm sao mà lãnh đạo anh em đi. Nè, cuộc xô xát này đánh không nổi đâu. Nói cho rõ cái đã. Nếu anh Lộc không kẹp nó thì tôi đã bị người ta chém chết hết rồi. Chuyện này cũng tại tôi nói thất lời hứa. Tụi mình mà hai người đã thương lượng với nhau, có lý gì tụi nó dẫn cái bọn cầm vũ khí tới vậy chứ? Rõ ràng là muốn hại mình đó. Kẻ giang hồ phải biết dùng đầu óc chứ. Người ta nói anh tin sao? Nếu mà hai anh không muốn đánh á, thì dẫn theo trăm mấy chục người đi hậu tống, biểu hiện thực lực, làm sao mà tụi nó dám động tới chứ? Anh còn dám nói là lão luyện nữa. Anh nói ngang nữa rồi đó. Tôi nói ngang cũng được, nói xuôi cũng được. Tóm lại thủ lĩnh cho tôi giải quyết vấn đề. Đương nhiên tôi phải có ý kiến. Thời đại này á, phải lấy kinh tế làm đầu. Bây giờ tôi không muốn đánh lộn đâu. Tôi đã nói với Hắc Ngầu rồi. Nếu mà anh chịu trao thằng Long đi xin lỗi người ta, không chừng tôi có thể giảng hòa được đó. Kêu anh Long xin lỗi người ta, sau này kêu làm đại ca người ta thế nào? Vậy thì khỏi nói nữa. Được rồi. Ê, Lắc Kỳ. Anh Kỳ, hàng chi bộ hạ của anh dễ xúc động như vậy? Bản thân của anh cũng như vậy. Phải rồi, Lắc Kỳ nói cũng có lý của anh đó. Tôi cũng ở trong giang hồ. Anh Kiên à, lui một bước anh có trời cao đất rộng mà. Tụi mình vừa mới bàn với đơn vị nó thôi, dễ để chim ta chuỗi. Anh Tam, bây giờ mấy người chỉ nói tới tiền, không nói tới tình nghĩa. Anh Kiên, nếu nói tới tình nghĩa thì vì đơn vị mà đứng lên xin lỗi người ta đi. Đúng vậy rồi, anh đừng có tưởng tôi vì lợi ích của tôi nha, vì lợi ích của đơn vị đó. Được, anh kêu Hắc Ngộ này, tôi sẽ xin lỗi anh ta. Được, không ngờ đàn anh không biết, đàn em lại biết đó. Được, tôi là đơn vị, sau này thủ lĩnh có gì đừng có tới kiếm tôi. Ê, anh Kiên. Anh Phú à, gọi điện thoại kêu Hắc Ngộ. Hẹn thời gian nói chuyện với nhau đi. Thế nào hả anh Lucky? Anh nói là chúng mình liên minh lại với nhau, cùng nhau kiếm tiền đó mà. Bây giờ bộ hạ của anh không nghe lời của anh nữa, anh tự mình đi kiếm ăn đi. Thằng Lucky này hứa cái gì? Có bao giờ thất hứa đâu chứ. Nếu có lợi ích gì thì cùng nhau kiếm ăn. Anh đừng có quên rằng anh và tôi đều ở quán chảy thượng quá kiếm ăn qua bữa đó. Anh Long à, sao còn không đi xin lỗi anh Ngầu đi?
Xin lỗi. Hát Ngầu này không có tên cho anh kêu hả? Xin lỗi anh Ngầu. Cái gì? Nói cái gì tôi nghe không rõ. À, xin lỗi anh Ngầu. Nè, quên đi. Anh nói xin lỗi kìa. Hát Ngầu thằng em tôi đang rót trà xin lỗi anh đó. Thế nào, uống không vô à? Cái gì? Uống tách trà là xong chuyện hay sao? Nếu là anh có được không? Vậy muốn chơi cách nào đây anh Ngầu? Phải rồi, anh muốn chơi cách nào? Lần đó anh lấy bó đũa chỉ tôi, lần này tôi phải chia lại. Nè, uống đi. Thế nào hả? Anh Long, vậy uống không được hay sao? Tức là không có lòng thật rồi. Tụi mày muốn chơi cái gì? Dầu ớt đó thôi, uống riết thì quen mà. Hát Ngầu. Hát Ngầu, bây giờ anh đã lấy quay hết rồi, sau này là phân nửa người mình đó. Anh không sao chứ? Cùng mẹ luôn. Nè, nè, tôi cũng nóng vậy, nhưng mà tụi nó người đông hơn mình. Lucky nó không có giúp tụi mình đâu. Anh làm vậy chú Kỳ khó xử đâu. Tụi giàu sanh ra tử là di xã đoàn, tại sao vậy? Vì định nghĩa. Tình nghĩa tụi nó có à? Mặc kệ tụi nó có hay không, tôi có danh là được rồi. Mình là bạn bè, nếu anh muốn trả thù, tôi sẽ ủng hộ anh thôi. Anh muốn chơi thì cùng nhau chơi. Đây là buổi tiệc tiến hành đó nha. Nè, đừng đi 3 ngày rồi trở lại đây nha. Hơ, anh đừng có nói tầm bậy tầm bạ có được không? Nói những gì hay hay ra đi. Tôi kết hôn đây. Phải rồi, giỏi rồi. Vậy nha. Nè, sau này có thằng chính thủ lĩnh kia mình đi thầu đó, nó không trả lời cho anh danh nó. Chừng nào có rảnh. Cô bọn đàn ông mấy anh kìa, dân lưu manh vẫn là dân lưu manh. Sàng tiền minh nguyệt hoàng, ngay thị địa thượng tường. Câu sao cô nói đi. Nói chuyện gì? Ai biểu cái chuyện của cô à? Thương những cái dân lùng mình là thương tới kết hôn với người ta. Anh Long đâu có thích nói tới chuyện đâm chém hả? Em hiểu anh hay sao hả? Vậy thì tốt rồi. Bây giờ đã có bạn bè rồi mà, không cần đến bạn bè nữa đâu. Lại nói gì nữa đây? Làm bạn bè phải nói tới chuyện đâm chém mới được hay sao? Là bạn nhã nhặn không được à? Nghe thấy chưa? Hai cô là chị em với nhau, tại sao làm cho một hộp đêm vậy? Thì vợ trẻ ở nhà gửi trẻ là chị em không được hay sao? Bởi vậy nói anh là bọn lưu manh, chứng nào tật nấy. Chuyện ngày mà tính sao? Ăn xong rồi tính. Wow, sao uống sai như vậy? Đạt ca, Đạt ca. Sao vậy? Đồ chó đẻ. Đứng dậy đi anh hai. Đứng dậy đi. Anh quên nói sao? Anh nói là ai vậy? Em gái à, sao mày đi 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 ra đi. Đi đi. Thì ra thằng uống dầu ớt ngồi đây cùa gái hả? Đi về, đi về. Anh còn nói nữa, đừng trách tôi không nể mặt nữa nha. Mày là thổ đế. À, nói gì? Anh Long à, anh làm gì chứ, đừng nóng giận. Đứng làm gì? Khi vô khi chém nó đi. Thì à, bỏ đi. Nó uống say như vậy à, đánh nó muốn công mà thôi. Ngồi xuống ăn đồ đi. Đi đi. Thằng khốn nạn làm mình cục hứng. Tôi không ăn. Gì vậy? Anh có thể ngồi ở một bên ăn đi. Tôi còn phải xuất hiện ở trong giang hồ. Các người ngồi cái gì? Không có gì đâu. Tiếp tục ăn rồi đi. Thì à. Anh Long. Anh uống sai rồi đó. Thế nào? Anh không sao chứ? Tránh ra đi. Mày là thằng nhát gan gì thôi đi. Cô không được gái hả? Cái gì? Sao dở vậy? Mày, mày nói chuyện với tao đó hả? Con mẹ mày. Đánh chết mẹ mày nè.
怎么打人呢？关你屁事啊！滚开！走。咩？咩嘢？仔喺度打人啊！遇见未？给少爷。Hồi hôm anh nói đi ăn khuya với anh Long mà. Sao khi không lại đánh lộn với thằng Hắc Ngầu vậy? Đừng nhắc nữa. Là Duy Kiệt. Vậy là tôi nhất định phải trả thù mới được. Cần nói với Duy Kiệt không? Nói con mẹ nó. Tao là đại ca đàn em, tao có chuyện cần gì phải nói cho nó biết. Thằng Long đâu rồi? Duy Kiệt. Không sao chứ? Long, mày có đi không vậy? Khi hôm mày đi đâu? Không phải tại anh Long đâu. Anh đâu biết anh Kiệt đánh lộn với bọn Hắc Ngầu. Im đi. Duy Kiệt à, tôi tưởng Hắc Ngầu nơi mất rồi. Tôi không biết gì. Anh thấy biết cái gì rồi? Chứ đừng hỏi anh. Tôi với chú anh muốn cho anh tốt thôi. Một người nhiều một bước thì hết chuyện rồi. Đừng nói được không? Không phải vậy sao? Mấy anh ra ngoài cãi lộn hoài sẽ có chuyện đó. Hãy thôi được rồi. Chú Kiệt, tôi muốn xuất diện. Trả tiền cho tôi được không? Sao lại không được? Kìa, mày giận tao à? Giận cái gì? Tóm lại bây giờ đã kết hôn rồi. Còn tôi thì ở trong giang hồ. Mình hiểu rõ nhau mà. Vậy đừng nói nữa. Kêu bọn anh em kiếm ra thằng Hắc Ngầu. Anh Long, anh đừng nóng nảy quá. Suy nghĩ cho kỹ đi. Bạn của anh là mình người ta chém. Anh không giúp ảnh à? Anh không ra làm ăn sao hả? Em bảo anh làm sao đây? Đừng để em lo cho anh có được không? Đây là chuyện đàn ông con trai. Về nhà trước đi. Anh biết làm sao mà. Anh Long, anh nghĩ kỹ nha. Nếu như anh muốn kết hôn rồi sanh con đẻ cái thì không ai ép buộc anh được. Lại nhảy làm gì? Mau gọi anh em ra uống trà đi. Anh Long à, anh làm gì đó? Sao sai dữ vậy nè? Cẩn thận. Thằng răng nhỏ dở trò mà. Anh nói gì? Làm thằng đó bị phiền phức á. Chuyện nông nổi như vậy. Không nè. Ơi. Anh Long. Long à. Em phải đi tiễn cô Jun. Diêm phu của cô đâu? Anh còn đang bận việc làm ăn. Kêu tôi chở nhà hàng sân bay. Tôi coi cô hình như không giống làm vợ người ta đâu. Nếu cô xem thấu thì đâu còn thể bói nữa. Nè Jun. Tại sao em đi mà không nói cho anh biết? Em không muốn gạt anh. Bởi vì em đi rồi không trở về nữa. Nhưng mà em nói là yêu anh mà. Hai người ở chung với nhau, chỉ biết yêu không có đủ đâu. Có nhiều vấn đề phải giải quyết nữa. Anh lớn lên thì sẽ biết. Anh nghĩ suốt đời của anh không biết đâu. Anh cố gắng học hành, đừng có nhớ tới em nữa. Cho xe chạy. Jun. Jun. Bây giờ cô biết tại sao tôi làm vậy rồi. Đôi khi cô còn biết suy nghĩ nhiều hơn tôi và can đảm hơn tôi. Tôi cũng giúp được, nhưng không giúp được cô. Cô tự soi sóc nha. Tôi biết rồi, đừng có gì đàn ông ẩu sầu. Cô cũng vậy. Bye bye. Bye bye. Anh lên ra ngoài à? Đi làm. Tại sao em điện thoại anh không nghe? Bây giờ đừng nghe đây. Alo, Kim ai vậy? Cho nói chuyện chi em ơi. Chờ một lát hả? Kim em.
Là anh hả? Chuyện gì? Được rồi, để ngày mai tôi đánh cho anh. Bye bye. Nói gì mà âu yếm quá vậy? Có phải tình nhân của em gọi không hả? Tình nhân là cái gì? Anh nói gì đây? Anh đi đâu? Không cần làm à? Bộ tưởng em nuôi anh sao? Anh muốn gây lộn phải không? Gọi điện thoại anh cũng không nghe. Khốn nạn thiệt. Em đánh điện thoại anh phải nghe sao hả? Kêu anh đi cầu tiêu thì rửa tay. Không cho anh đi ra ngoài thì không đi. Em là vợ của anh, không phải là má của anh đâu. Nể mặt anh chút được không? Anh này đàn ông chứ mà. Ai không nể mặt anh? Anh đánh điện thoại cho em sao không nói? Hồi trước anh không gian tục trước mặt em sao? Mới quen à? Anh là dân lưu manh mà, không nói tục trĩ đâu phải là lưu manh. Bây giờ anh đã lấy em rồi, muốn nói sao cũng được mà. Cái gì cũng em không đúng. Em làm gì đà cắn mũi? Anh không muốn chúng ta có một mái nhà có phải không hả? Nếu như em muốn đi ra ngoài chơi bời, em cần gì phải theo anh? Thiếu gì bảo đảm theo em? Nói ra rồi hả? Bộ tưởng em cao quý lắm sao? Có nhiều người đang chờ em. Tôi thích bộ đàn ông đó. Theo tụi nó đi. Anh nói cái gì? Anh nói tối nay không thèm em. Ngủ một mình đi. Gửi cho tôi 5 đồng. Được. Alo. Hồi nãy thằng đó là ai? Trời hả? Anh làm gì chứ? Đau lắm nè. Hồi hôm đi đâu? Có phải lên giường ở thằng đó không hả? Anh nói cái gì đây? Nếu không ngủ với nó sao không mặt em? Khốn nạn. Long, anh đi đâu đó? Chuyện thằng khốn nạn đó. Anh Long, em không có làm gì với anh đâu. Anh chỉ là hồ rễ mà. Anh nói cái gì đây? Nếu không ngủ với nó sao không mặt em? Khốn nạn. Long, anh đi đâu đó? Chuyện thằng khốn nạn đó. Anh Long, em không có làm gì với anh đâu. Mày ra đi. Ra đi mau. Ra đi. Thôi làm cái gì? Mày vũ vũ vậy tao mày. Dám vũ vũ vậy tao. Tại vì anh đó, cũng là tại vì anh thôi. Đứng lại nha, nè nè, tránh ra đi. Thả nó ra, thả đi. Mày đừng chạy nha, đứng lại. Vừa phải thôi nha, bắt bây giờ. Bắt gì? Bắt đi. Thiệt. Anh Long, yêu một người thì phải trả giá. Và sự trả giá này đã trở thành sự ràng buộc cả đời em. Em chỉ có hai người tán vào mặt của em. Em không biết lần này em phải thương tâm đến đâu. Và không biết lần này anh có thể bồi bổ sự thương tâm của em không. Nhưng sự chia tay lần này làm cho vết thương của em càng thêm rạn nứt. Chi chi. Cho biết có người muốn giết chú Kiên. Tụi nào? Đừng nói nhiều, lên xe đi. Mau đi.
ngày năm sau. Tóm lại ở trên đời này á, mình đừng có nên yêu ai hết á. Nếu mà anh yêu cô ta thì nhất định là anh sẽ nhớ cô ta và sợ bị cấm sừng nữa. Mình phải đi kiếm ăn mà, đâu có thể lo được nhiều gì chứ. Theo ý tôi á, làm người tốt nhất là không có sức ép gì hết. Thấy ăn được thì ăn, ăn xong thì rút lui. Được như vậy thì tốt. Coi bộ tướng của anh á, sợ vợ rồi. Nè, tới đằng trước ngừng lại nha. À được. Mười sáu đồng. Nè, 20 đồng, khỏi thối. À, cảm ơn. Ờ, xin lỗi nha, hết giờ rồi. Xin lỗi nha, thay ca. Ờ, làm ơn đi, tôi có việc cực. Lâu rồi không gặp. 6 năm rồi. Muốn đi đâu vậy? Số 20 đường Robinson. Làm nghề này lâu rồi hả? Hơn 2 năm rồi. Xe này trả góp đó. Còn em? Làm nghề bán hàng. Làm nghề bán hàng cũng khá mà. Má của em khỏe chứ? Má em vẫn khỏe. Còn em gái thì đang có bồ. Vậy à? Alo. Nó đang dễ chứng hả? Để tôi nói với nó. Con trai của tôi. Nè con à, sao con không chịu ngủ vậy? Ngoan đi nha. 2264, 2264. Nghe được. Bạn gái của anh nói là cô ta không được vui lắm. Tại vì hồi sáng anh không có gọi điện thoại cho cô. Nói cô biết rồi, hết giờ tôi gọi cho cô. Đừng răng mắt nữa. 2264. 10 lát nữa mắt về tới nha. Tối nay nó canh gì cho uống đi. Nấu canh chân heo cải cà rốt. Nói cô có canh gì khác không á? Canh đó tôi chán quá rồi. Con nữa, cô kêu anh mang đi nha con. Muốn nhà cô hả? Ừ, phải rồi, biết rồi mà. Kêu cô á, đừng nói nhiều quá nha, nếu không tối nay phía tay tôi đó. Ok.